Chúng con xin đọc một câu hỏi giúp cho giúp cho đạo tràng Minh Thành. Con xin được đảnh lễ các chư tôn thiền đức tăng ni tham gia chứng minh. Con xin được đảnh lễ lão cư sĩ Diệu Âm. Con xin chào ban tổ chức. Thưa lão cư sĩ Diệu Âm, cho con xin thỉnh giáo ạ. Con có cơ duyên gặp được pháp môn hộ niệm vãng sanh. Con vô cùng hoan hỷ và người đầu tiên con chia sẻ đó là mẹ của con. Và rất may mắn mẹ con đã giác ngộ hàng ngày 4 thời vào Zoom tu theo một đạo tràng và tuần 3 buổi lên Zoom thế giới hộ niệm để nghe lão cư sĩ giảng giải. Mẹ con đã ăn trường chay được, mặc dù trước đó rất nhiều lần bà muốn ăn chay mà không ăn được. Hiện tại chúng con có một nhóm cộng tu chuyên niệm Phật vào buổi tối. Con có bảo mẹ đến để cùng niệm Phật chung với mọi người, nhưng mẹ con nói là phải ở nhà lên Zoom cho đạo tràng nhìn thấy mình tu. Con có nói rằng cư sĩ Diệu Âm có nói tu Zoom nào thì tu cũng vẫn phải họp nhóm niệm Phật mà mẹ con không nghe. Con mong thầy chỉ giáo cho mẹ con được thông hiểu mà tinh tấn tu học để mãn báo thân này có phúc phần được vãng sanh Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. À Di Đà, bó tay người mẹ mình đi. Mẹ mình quyết lòng tu một ngày 4 thời, còn lên Zoom nữa, hay quá rồi mẹ ơi. Nhưng mà con vẫn hình như là thích ý kiến của người con đấy. Chư tổ thường dặn nè, chư tổ dạy đây mẹ nha, tu phải có bạn. Lên Zoom thì cũng có bạn, nhưng mà bạn trên Zoom không bắt tay nhau được, đúng không mẹ? Chỉ ở trong màn hình thấy nhau thôi, chứ còn bắt tay nhau không được. Đêm đêm ngày ngày gặp nhau tâm sự không được. Như vậy thì nếu mà lỡ mình có sơ suất điều gì trên đường Zoom này đâu có tâm tình nhau được đâu. Nhưng mà thực sự mình là phàm phu thì những lời tâm tình bàn thảo của người đồng tu rất có giá trị, là cái cơ hội cho mình hiểu ra mình sơ suất điều gì và là cái nguồn cứu độ mình đó mẹ ơi, đúng không chị Diệu Thương, đúng không Diệu Hương? Nhớ nhé, tu có bạn với nhau nhờ bạn nhắc nhớ mình, điều này quý lắm chư vị ơi. Vì mình là phàm phu, mình tu tinh tấn, mình tu rất là kiên nghị, mình chịu khó, nhưng mà vì trí huệ mình chưa khai, nhiều khi chính mình làm sai mà mình không biết, mà người khác thì biết, đúng không bác Bổn Hòa? Nhớ nhé, cho nên tu có bạn với nhau vô cùng có giá trị, chứ không phải tu tinh tấn riêng lẻ một mình là có giá trị. Không phải, chư tổ nào cũng vậy, là phàm phu phải lập nhóm để tu, lắng nghe với tu. Chỉ có những người nào thực sự đã khai ngộ tâm tánh rồi thì muốn tu riêng sao tu cũng được, còn chưa khai ngộ thì phải nhớ nghe lời nhắc nhở của bạn đồng tu, chính là những người bên cạnh, và những lời nhắc nhở đó chính là hình thức hộ niệm cho mình, chứ không có gì cả. Hộ niệm có nghĩa là nhắc nhở, hướng dẫn, chỉ điểm những cái điều sai của mình để mình sửa, thì chính những người đồng tu thường xuyên làm những việc đó mà mình không hay. Cho nên con mong muốn mẹ lên đường Zoom với Diệu Âm thì cũng tốt đó, nhưng Diệu Âm có bắt tay mẹ được đâu, có thể nào mà cái tâm tình với mẹ được đâu, làm sao có thể hiểu được mẹ đang bị vướng gì mà có thể nhắc nhở được. Vậy thì mong mẹ nghe lời người con đi, tới một đạo tràng tu chung với người ta, lắng nghe những người trong đồng tu chỉ điểm hay vô cùng, gỡ nạn, gỡ luôn đại nạn nữa chứ không phải tiểu nạn nữa đấy.
Tại vì đó chính là những người hộ niệm cho mình khi mình sắp sửa buông báo thân ra đi đấy. Nhé mẹ nhé, quyết chí lên nhé mẹ. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.